Hiện tại là chị ở đây Đây là ra nhà của đất mình hay là như thế ông. nào chị? Vì không, đây là đất của người ta. Tại vì cũng không biết đất của ai. Dạ. À, tạm thời thấy nó trống vậy á, rồi em mới cất nhà ở đỡ. Dạ. Và chừng nào mà người ta đuổi đi thì mình đi. Bây giờ người ta chưa phát hiện, tạm thời mình cứ ở đây. Hai vợ chồng rồi bốn đứa con là ngủ ở đây. Dạ. Dạ, mưa gió thì mình ngồi dậy, mình chờ Dạ. hết mưa rồi mình ngủ Chờ tiếp. hết mưa. Chị sanh bé nhỏ là chị sanh ở đây hay ở bệnh viện? Ở đây. Gì? Sẽ ở nhà luôn. Em Chị tự sanh ở làm. nhà luôn á hả? Dạ. Rồi. Các con em hết tất cả các con em là em sanh ở nhà em tự xử. Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Sơn Ngọc đang ở trên khu vực rừng núi. Sơn Ngọc thấy có một cái căn chòi nằm trong một cái tán cây rất là thương. Căn nhà rất là rách nát cả nhà, và có những đứa trẻ và có một người phụ nữ đang ngồi trong căn chòi cả nhà. Dạ thì để Sơn Ngọc vào trong, Sơn Ngọc tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Sơn Ngọc cũng hy vọng là cả nhà mình cùng đồng hành với Sơn Ngọc nhé. Có người đang ngồi phía trong đó cả nhà. Em chào chị. Dạ, chị cho phép em vào trong được không ạ? Dạ. Dạ chị ơi, cho phép em làm quen với chị đôi chút nha. Dạ. À, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 28. 28 tuổi. Dạ. Dạ. Chị có mấy đứa con ở đây? Dạ em có ở đây thì 4 đứa, ở nhà 1 đứa. Vậy là chị có 5 đứa con lận Dạ hả? 5 đứa, đừng ra là em 6 đứa, mất hết 1 đứa. Dạ. Dạ tại vì nó cũng nhỏ hơn đây, tại vì nó cũng bệnh. Dạ. Rồi em không có tiền trị bệnh cho nó. Xong nó không có qua khỏi, cũng chở nó vô bệnh viện rồi mà nó không có qua khỏi, nó cũng mất. Nó Dạ. giờ thấy là còn 5 đứa. Em Dạ. Chị tên gì vậy chị nhỉ? tên Riêm. Chị Riếm. Dạ. Dạ. Hiện tại là chị ở đây Đây là ra nhà của đất mình hay là như thế ông. nào chị? Vậy không, đây là đất của người ta. Tại vì cũng không biết đất của ai. Dạ. À, tạm thời thấy nó trống vậy á, rồi em mới cất nhà ở đỡ. Dạ. Và chừng nào mà người ta đuổi đi thì mình đi. Bây giờ người ta chưa phát hiện, tạm thời mình cứ ở đây. Dạ, Và lúc trước tới giờ là chị ở đâu? em ở trong Du Long, mình Cà Rơm á. Dạ. Em cũng có cái nhà mà cái nhà bà chị bà dành rồi, bà làm nhà bếp rồi. Chỗ cái phòng em ở em ngủ á, bà làm nhà bếp, giờ về cũng không có chỗ nào ngủ nữa, cũng không chỗ nào ở nữa. Dạ. Đồ đạc em thì bà dọn hết ở ngoài luôn. Dạ. Dạ. Ba mẹ của chị đâu rồi? Dạ mẹ em thì mất rồi, chỉ còn ông ba em thì bị mù. Dạ. Như vậy thì nếu chị làm nhà bếp vậy thì ông ba cũng không có nói gì hơn. Ông chưa dạy thôi, cho ông đâu có thấy đường đâu mà ông nói. Đó. Rồi em mới giờ ở chỗ đó, ở nhà em không có chỗ ở nữa. Rồi em mới ra về biển đây em ở, dọn các con em ở ra đây. Dạ. Lúc đó con em cũng còn đi học cỡ 1 tháng á, là bắt đầu nên nó còn học, nó chưa có nghỉ học chừng 2 tuần hơn tuần nữa nghỉ hè là nó không có chịu học nữa. Xong nên thấy em khổ quá, không có chịu cho nó học, sáng nó đi học không à, nó không chịu đi học là nó nghỉ luôn, 2 đứa nó nghỉ luôn. Một đứa học lớp 4, một đứa thì học lớp 1, còn một đứa học mẫu giáo cũng không ấy luôn, nghỉ luôn. Dù có cô tớ thì nó cũng không chịu đi học, vì nó nói là mẹ không có tiền, nó không chịu đi học nữa. Sáng nào cũng nó cũng đi học cũng nhịn đói hết, nó không chịu đi học. Dạ. Là chị có một bé trai năm nay 10 tuổi hả? Dạ 10 tuổi. Là đi làm trong thành phố hả chị? Dạ nó đi làm trên thành phố mà nó về nó cũng không có đưa tiền cho em, mà nó mua cái điện thoại, dù em nó bệnh nó cũng không có cho đồng nào luôn. Dạ.
Bé mới có 10 tuổi mà lại đi làm trong thành phố như vậy. Dạ thì nó nghe lời người ta là nó đi, người ta rủ đi, nó dạ. thích đi á, rồi nó nghỉ học nó đi luôn. Rồi chị có liên lạc về với bé được không? Dạ không, đâu có điện thoại đâu mà điện lạc. Hiện tại là bé đang trong thành phố hay là ở nhà? Dạ về, nó về rồi. Về rồi nhưng mà dạ. đang ở. Đang ở với gì đó. Với gì? Dạ. Gia đình của chị có đông anh em không? Dạ, nhà em 10 anh em. 10 người? Dạ, 5 dạ. trai 5 gái. À, bây giờ người ta đã có gia đình hết, mọi người ở một nơi. Dạ. Dạ. Ba của chị hiện tại là đang ở chung với ai? Ở với chồng của chị hai. Dạ. Là chị hiện tại là chị dành cái nhà ở với chị đó. Dạ. Dạ, ba chị nghĩ là chắc chị trong ông ba là chắc cái tất nhiên là cái nhà đó là chắc chị ở. Dạ. Dạ. Dạ giờ bây giờ cái phòng em bả làm nhà dạ. bếp rồi. Em cũng không có chỗ dạ. nào để ở nữa. Dạ. Như vậy em mới ra đây ở. Dạ. Chứ bây giờ em cũng rất muốn, em cũng thương ông ba, em chứ không phải là em không phải là em ghét ông ba. Chứ từ nhỏ ai nuôi mình cũng là ông bà già nuôi. Đó. À, chứ làm sao bây giờ dù có về nhà cũng không có chịu ngủ. Tại vì cái phòng mình ngủ thì bà làm nhà bếp rồi. Dạ. Dạ. Chứ vậy ở đâu mà em ngủ dạ. nữa. Còn đồ em thì bà dọn để hết ở ngoài chỗ ông già nằm á. À, xong đỡ trong đó rồi. Dạ, tức là chị gái của chị là đuổi dạ. chị đi hay là như thế nào? Chắc không phải là bà đuổi, chắc bà đuổi rồi đó. Tại vì dù em có về, bà nói là em trưởng là bà nói giỡn. Cái phòng đó là tôi làm nhà bếp nha. À, rồi qua ngày sau đó, cách 2-3 ngày á, rồi em về. Em trưởng bà nói giỡn. Cái phòng mày ngủ á là tôi làm nhà bếp. Em nói, ủa chị làm vậy sao em... Vừa bà vừa nói vừa cừ, em trưởng bà nói giỡn. Xong rồi sau 2-3 ngày đó em về. Em về em thấy bà làm nhà bếp luôn. Đồ em bà dọn hết, đỡ hết hoài luôn đó. Khi mà chị của chị làm nhà bếp luôn rồi đó dạ. thì chị cũng chuyển ra đây ở luôn đúng không? Dạ em ra đây trước rồi. Ra đây trước rồi dạ. Thế là ra đây ở rồi khoảng tuần là em về. Em về thăm ông già bà già. Dạ chị ở đây lâu chưa? Dạ em ở đây cũng lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi chị? Dạ em ở đây cũng gần được 4 tháng á. Mới 4 tháng thôi. Dạ. Dạ. Em ở đây là tại vì đi biển á, rồi sẵn ở nhà không có chỗ ở. Rồi sẵn làm cái chòi ở đây, rồi sẵn đi biển luôn. Chứ khỏi đi dù có về trong đó cũng không có chỗ ngủ. Bởi là cái nhà mình đã làm nhà bếp rồi. Chứ dạ. phòng mình ngủ, mình làm nhà bếp rồi, chỗ nào mình ngủ nữa. Hôm nay bây giờ mình chọn ngủ, mình ngủ ngoài đường thì cũng được. Chứ sợ con mình... tội cho nó ngủ ngoài đường, tội nó, chỗ nó không đâu có chỗ ngủ. Dạ. Nhà đã chật rồi. Cái phòng đã bả làm nhà bếp nữa. Dạ, công việc của chị hàng ngày ở đây á là chị đi bắt ốc, đánh dạ. bắt cá đúng không chị? Dạ không, em chỉ có là đi bắt ốc để bán thôi. Bắt ốc thôi. Dạ, đi dạ. bắt ốc để bán cho người ta bắt cho tôm ăn á. Dạ. Dạ, nước cạn đêm thì em đi đêm, nước cạn sáng em đi sáng. Dạ. Dạ em cõng bé đi luôn. Còn chồng chị đâu? Dạ chồng em cũng đi luôn. Hiện tại thì chồng chị đâu rồi? Dạ hiện tại chồng em đi ái rồi. Đi làm hay là đi sao? Ông đi làm rồi. Đi làm rồi. Dạ. Là đang ở ngoài biển bắt dạ. ốc á hả chị? Dạ đúng rồi. Ông dạ. ngoài biển chơi giờ. Giờ cũng sắp mưa rồi, biết ông có vô làm chòi là ông sợ mưa nó dột. Sợ mưa nó tạt, làm vậy thì mưa nó cũng tạt à. Dạ. Rồi ốc đó mình ký bao nhiêu tiền chị? Dạ ốc thì theo người ta mua, chỗ thì người ta mua 4.000, chỗ thì người ta mua 5.000, chỗ thì người ta mua 10.000. Rồi thu nhập hàng ngày mình được bao nhiêu? Dạ, hai ngày em mới được 100. Hai ngày mới được 100, hai vợ chồng làm đúng không? Dạ, hai vợ chồng làm. Chị đang có con nhỏ vậy sao mà chị đi làm được? Dạ, em cũng phải, ổng không cho đi, em cũng đi ở nhà chán lắm, ở nhà một mình mệt lắm. Hiện tại thì chị đang có con nhỏ, làm sao mình đi bắt ốc được hả chị? Dạ, cũng phải cõng nó về sau đi. Vừa nắng cũng cõng nó đi. Cõng bé đi ra về biển bắt ốc luôn? Dạ. Bé được mấy tháng rồi chị? Dạ nó được một tháng, giờ cũng được gần tháng rưỡi á. Vì mấy cái tháng rưỡi mà đã cõng đi ra biển. Dạ một tuần rồi. em đã cõng nó đi rồi. Mới sanh một tuần đã cõng bé đi bắt ốc rồi. Dạ. Đi ngồi nắng rồi. Dạ. Em đi lúc một tuần là em dẫn nó đi rồi. Sao nhà chăm bé cho nó? Đó, em đi một tuần đó là ổng mới la, em mới chửi em. Rồi sao là con có một tuần thôi mà ổng nó đi chơi ở biểu ở nhà mà đi đâu. Em ở nhà em mệt quá, ở nhà đi ở nhà chán không có gì làm. Đó, em cũng đi lượm phân, đi làm bài bạ cũng đi lượm phân, cũng đi bắt ốc được nhiều được. Bé nhỏ khóc thì em về.
Em đã không, cũng không có bắt được rất nhiều, nhưng mà em cũng phải cõng nó đi. Chứ ở nhà một mình ông cũng đâu có bắt được ai đâu. Đó mà hai chồng đi luôn, em mới đi theo ổng. Ổng đi trước, em đi sau. Chứ ổng cũng không có cho em đi, nhưng mà em cũng phải ráng đi. Dạ. Bắt ốc như vậy đó, trời nắng nóng con của mình bệnh thì sao? Dạ, cũng phải bệnh thì cũng phải ai cho đỡ nón cho nó. Dạ. Dạ, chứ giờ đi chúng ta ai thôi, chứ giờ đâu có. Mình đi một mình, chồng mình đi cũng tội cho ổng, mà cũng tội cho con mình nữa. Ổng đi làm, một mình ổng đi làm rất nhiều đâu. Rồi em cũng đi hai chồng, đi hai ngày. Để hai bắt, để dành hai ngày mới được 100. Dạ. Rất sò. Đó. Chờ, dù có trời mưa á, em cũng mặc áo mưa em đi. Em bồng nó đi theo. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng mà dạ. Hai ngày kiếm được có 100 nghìn nè. Dạ, hai chồng đi được 100. Chị ơi, sao mình không về ở dưới làng đó mình kiếm công việc gì đó người ta thuê mình làm chị? Dạ, nếu mà về trên đó anh không có nhà ở. Dạ. Dạ. Và cũng không có chỗ để mình dựng dạ. Cũng không tạm có chỗ để nhà dựng để mình tạm ở luôn thời hả chị? Luôn. Dạ. Cũng không có đất để mình dựng tạm thời mình luôn. Không có rẫy luôn hả chị? Rẫy cũng không có, đất cũng có, chỉ có một cái nhà đó thôi. Dạ. Dạ. Vậy nếu như chị ở đây á, người ta đuổi mình đi thì phải làm sao? Dạ, nếu mà người ta đuổi đi thì em vẫn đi, đi chỗ khác. Người mình ta đi đuổi... chỗ nào? Em không biết đi chỗ nào, thì mình thấy chỗ trống mà không có ai á, thì mình tạm thời mình cất ở đỡ, chừng nào mà người ta gặp thì người ta đuổi thì mình đi tiếp. Chứ giờ đâu có đất, có nhà đâu. Mình không có đất mà ông bà cho luôn. Dạ không, ông bà... giờ em đâu có đất, đã đất rải cũng không có mà đất bằng cũng không có. Như vậy em giờ ở về rừng như vậy, người ta chừng nào người ta gặp thì người ta đuổi thì mình đi rồi ở chỗ khác. Bây giờ biết làm sao được, giờ em chỉ ước là em có tiền em mua đất người ta cất để cất nhà cho các con em ở che mưa che nắng thôi. Dạ. Cho giờ em ở đây, dọn con em ở đây thì em cũng thấy tội cho mấy đứa nhỏ. Thì mình lớn ở sau cũng được, chỉ là sợ cho mấy đứa nhỏ thôi, tội nghiệp cho tụi nó. Dạ, hai vợ chồng đi lang thang thì mấy bé cũng đi lang thang theo luôn. Dạ. Rồi sau này mấy bé học hành thì ra như thế nào nữa? Dạ, nếu mà mấy đứa nhỏ đi học thì em sẽ cố gắng chở nó đi học. Xong rồi chiều, thì gửi đó thì tới chiều rồi. Nếu mà nó học viên một ngày thì mình gửi đó luôn, chiều mình đi đón luôn. Dạ, dạ. Dạ, mình sẽ cố gắng thôi. Mình sẽ cố gắng thôi. Chị ơi, hiện tại thì em thấy là hai vợ chồng chị với lại bốn đứa nhỏ đúng không? Dạ. Và đang ở trong một cái căn nhà rất là thảm luôn. Thì khi mà trời mưa á, gia đình của mình có nghỉ ngơi được không? Dạ không, bữa có mưa lớn, vừa mưa vừa gió ngồi ngủ luôn. Chứ ngồi đâu có ngủ nằm luôn. Được. Dạ. Chứ đâu có nằm được đâu. Mưa nó tạt. Dạ, mưa nó tạt ướt hết. Chỉ có ngồi hai chồng thì thức sáng, rồi các con thì ngồi ngủ. Dạ. Dạ. Mưa nó tạt hết, nó ướt hết thì ngồi ngủ thôi. Ở đây ấy, thì cũng rất là xa. Dạ. Với làng rồi đó. Dạ. Với trạm xá rồi đó đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì khi mà con của mình đông như vậy á, và mấy bé cũng em thấy nhỏ nhỏ không à. Hình như là chị sanh là cứ mỗi năm là một bé hay sao chị? Dạ, mỗi một năm một đứa, một năm một đứa. Dạ. Dạ. Lúc trước là mình không có kế hoạch hóa gia đình gì hả chị? Dạ. Em cũng biết làm sao nữa. Tuyệt. Thế là chị không dùng biện pháp gì để mình... Dạ có chứ. Thôi giờ đứa này nữa là thôi, cho giờ tội cho tụi nó. Rồi giờ còn đẻ nữa không? Dạ không. Dạ, đẻ nữa khổ nữa. Dạ, chỉ một đứa này nữa. Dạ. Với lại cái điều em lo lắng thấy là mấy bé ở đây á, dạ. Rất là xa trạm xá đồ làng rồi đó. Dạ. Thì khi mà mấy bé bệnh á, thì mấy bé mình phải làm thế nào? Dạ, mấy bé bệnh thì mình cũng sẽ cố gắng để tới tối mình cũng mò chở con mình đi. Dạ. Cố gắng chở con mình đi thôi. Mình có phương tiện đi không chị? Dạ không, thì mình cũng phải chấp nhận đi thôi. Xa mình cũng phải chấp nhận mình đi. Con đi bộ mình... hả? Dạ, giờ đi có xe thằng em mới cho. Mà hiện tại bây giờ nó cũng thiếu người ta 600. Đó, giờ xe đó nó cho mình rồi, là tất nhiên là mình nợ người ta, chắc phải là nó.
là lúc trước là gia đình của chị là không có phương tiện đi, dạ. Không có xe á, dạ. Thì em trai của chị mới cho một chiếc xe, dạ. À, cho nhưng mà vẫn thiếu người ta 600, dạ. Đấy là 1,1 triệu mà gửi rồi 500, dạ. Rồi còn lại 600. Tức là chị trả tiền cho em của chị hay là trả tiền trai? Trả tiền cho người ta, trả tiền cho chủ xe á. Dạ. Dạ, chắc phải là thằng em trai. Hình như rằng là em của chị mua xe của người ta, dạ. Em chị mới trả cho người ta 500 nghìn thôi, dạ. Thì là còn lại 600. Thì bây giờ em của chị là cho chị lại, dạ. Thì chị nợ người ta 600, dạ. Thì dạ. Chị phải trả cho người ta 600. Dạ. Đó, em đi là em trả lại người ta 600. Dạ. Dạ, hiện tại em... Người ta mới kêu là người ta có hỏi hoài thôi, nhưng hai chồng kia đâu, sao đưa tiền xe. Đó, em mới kêu là bữa em hứa hoài thôi à. Em hứa là để bữa nào em đi biển á, là em có, em để dồn xong em gửi. Đó, đã lâu rồi, sao không thấy gửi. Đó, em mới kêu là ngày hôm qua em mới đi mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, là em kêu là, nó kêu là, ủa sao không trả tiền xe. Em kêu là chưa có tiền đâu, giờ em còn có 50 ngàn đủ mua đồ ăn với lại mua thuốc cho mấy đứa nhỏ thôi. À, xong rồi người ta mới kêu là bữa nào á rồi có rồi đưa cho chú nha, chứ lâu lắm rồi, hai ba năm nay rồi. À, giờ chú cũng thấy con có con nhỏ nữa, con cũng đâu đi làm gì được đâu. À, thật sự là rất là thương luôn cả nhà. Mấy bé nheo nhóc, quần áo xộc xệt, tay chân lem luốc luôn cả nhà. Khổ quá mà. Chị ơi, mình có muốn là về với làng mình ở không? Dạ có, nếu mà em ước gì mà em có tiền em mua đất em về ở làng á, thì em sẽ cất nhà ở làng để con em đi học. Cho tiện con em đi học. Chứ dạ. Đi cho giờ ở bụi ở xa thì nó xa quá. Dạ. À, thì em chỉ ước là có tiền mua đất ở làng đó cất nhà cho dễ con gần con em đi học nữa. Yeah. Tại vì nó em ở đây thì nó không chịu đi học, tại vì ở nhà thì cũng không có chỗ ở. À, em chỉ ước là có tiền mua đất cất nhà cho tiện cho tụi nó ở, cho nó tránh mưa tránh nắng. Yeah. Quê chồng chị thì ở đâu? Quê chồng em ở Bà Rà, ở Sư Giếng. Cũng ở trong làng chị luôn, dạ, hay là mới, có xa không? Xa làng em. Dạ. Sao mình làng. không về quê của chồng chị ở? Dạ, quê của chồng cũng vậy. Cũng khổ luôn hả? Dạ. Quê của chồng cũng không có đất, cũng không có đầy gì hết. Dạ. Quê chồng dạ. Cũng khổ, quê chị cũng khổ. Dạ, rồi bây giờ hai vợ chồng đi dạ. Lang thang. Chồng thì cũng khổ, bên em cũng khổ. Giờ hai chồng đi dọn các con đi lang thang, bây giờ biết làm sao rồi. Dạ. Thì chẳng có biết như thế nào nữa. Giờ... Giờ có con có đòi sữa, đòi bánh gì, giờ ở trên rừng ba mẹ cũng làm gì được đâu. Lúc trước có chị sanh bé nhỏ là chị sanh ở đây hay ở bệnh viện? Ở đây, xe ở nhà luôn, em chị tự làm. Chị sanh ở nhà luôn á hả? Dạ. Rồi. Các con em hết, tất cả các con em là em sanh ở nhà, em tự sự. Lúc bà già còn sống, thì đứa nhỏ đây thì bà cắt rúng. Rồi khi mà chị sanh bé rồi dạ, ai khi em sanh là em tự làm luôn. Dù em không biết làm, em cũng liều em làm luôn, tại vì không rồi. Ai giúp đỡ. Chị em cũng không giúp đỡ. Dạ, dạ không xin. Không có nhờ người về dạ, không. Đỡ luôn hả chị? Dạ, em nhờ người ta đã dạy rồi, chẳng có nhờ được ai hết. Dạ. Dạ, chị em cũng không có nhờ được. Rồi em phải tự mình xử luôn, tự mình cắt rúng có đúng hay không, mình cũng phải tự mình cắt luôn. Nếu như mà chị làm như vậy là rất là nguy hiểm đó chị ạ. À. Dạ, em biết là như vậy, em biết là rất nguy hiểm. Nguy hiểm tới tính mạng của mẹ và con. Nhưng mà em cũng phải liều cho giờ em biết làm sao. Giờ chẳng có ai giúp đỡ em hết. Dạ. Dạ. Không ai giúp đỡ em thì em tự liều. Tự tức mình là làm luôn. Mình không có phương tiện để mình dạ. Đi đến bệnh viện hay là như thế nào hả chị? Dạ. Chẳng không có tới bệnh viện được. Cũng không dạ. Có tiện. Tại vì cũng không có xe để đi. Dạ. Dạ. Không có xe để đi. Như vậy em cũng ở nhà em sanh luôn. Dạ. Với lại theo em nghĩ á, bây giờ chị đi đúng không? Dạ. Thì chồng chị phải đi theo. Dạ. Chồng chị đi theo rồi, còn mấy đứa nhỏ thì gửi cho ai? Dạ, nếu mà ví dụ mà chồng em đi theo thì ai đi luôn, còn là mấy đứa nhỏ phải đi theo luôn. Dạ. Dạ. Đâu có ai gửi đâu. Là chị cảm thấy là rườm rà quá đúng không? Cho nên là chị quyết định là sanh ở nhà luôn. Dạ,
em tự sanh ở nhà luôn. Em không biết làm sao, tại vì cũng đi đâu mẹ con cũng đi đó, dù trời mưa em đi đâu con cũng đi theo luôn. Dạ. Yeah. Rồi đồ của em bé đồ là mình mua hay là như thế nào chị? Dạ, đồ mấy đồ em bé mặc á thì người ta cho. Dạ. Yeah. Dạ, em xin đồ cũ cũ của người ta. Dạ. Yeah. Dạ, rồi người ta cho. Người ta kêu là đồ nào mà mặc vừa mặc được á thì mặc, đồ nào không mặc được thì liền cũng được. Dạ. Yeah. Rồi em không có liền, xong rồi khi mà không có tã mặc cho bé á, rồi em lái em bó, chừng nào mà nó dơ á, rồi giặt không ra sao em mới bỏ. Dạ. Dạ. Chị ở đây á, có thường xuyên người ta đi qua đi lại trên tuyến đường này, người ta có ghé vào người ta giúp mình không chị? Dạ có. Thì cái lúc bữa con em cũng bệnh, là cũng người bên em á, người ta đi biển, ở Sóng Đèn á, người ta đi biển, người ta cũng thấy con em sốt, người ta cũng cho 50. Dạ con em. Dạ. Dạ em không quen biết ai hết. Là mà. Người Kinh đúng không chị? Dạ. Tức là chị nói là người bên em, tức là người Kinh, người dân dạ. tộc Kinh. Dạ. Còn chị là người dân tộc Rắc Rai. Dạ. Dạ. À, là dạ. người ta đi du lịch đi biển rồi ha, người ta dạ. thấy gia đình của mình ở đây, người ta dạ. cho tiền. Xong rồi mỗi lần là các con em thèm bánh rồi thấy mấy người ta đi chơi du lịch đó. Dạ. Thấy người ta xuống đây người ta cắm trại á, xong các con em nó chạy ra biển. Nó xin bánh ăn. Dạ. Dạ. Rồi có lúc người thì cho tiền tụi nó, có lúc người thì cho bánh. Xong dạ. nó chạy về, nó mừng xong nó chạy về. Đó. Rồi sáng rồi tụi em đi lượm nhôm nhựa, sáng sớm mà dậy đi lượm nhôm nhựa. Rồi nước cạn buổi trưa buổi chiều rồi bắt đầu là tụi em đi biển. Dạ. Dạ đi cào ốc bắt. Mới sanh con chưa đầy 2 tháng nữa mà đã làm rụm rất là nhiều việc rồi. Còn phải một mình là tự sanh nữa chứ. Rất là hay luôn đó nha. Chị với lại mấy đứa nhỏ đã ăn uống gì chưa? Dạ ăn rồi. Mình nấu gì ăn rồi? Ăn cơm với xì dầu. Ăn cơm với xì dầu hả? Dạ. Không có đồ ăn hả chị? Dạ không, đâu có tiền đâu muốn mua đồ ăn. Có tiền rồi đó, có tiền đâu mua đồ ăn. Rồi thấy thương không? Ăn cơm với xì dầu. Có lúc tụi nó không ăn luôn. Ăn cơm với xì dầu không ăn. Dạ. Tụi nó suốt ngày nào cũng ăn xì dầu, bắt ăn xì dầu hoài. Rồi bắt ăn mắm hoài. Dạ. Nhất là cu nhỏ, cứ đòi sữa miết thôi. Cái nhà này thì em thấy chắc vỏn vẹn khoảng cỡ 4 mét vuông quá. Em cũng không biết nữa. Anh ba tạm thời. 2 mét ngang, 2 mét dài chứ nhiêu đâu. Nói chung là cái tấm nệm là vừa tấm nệm luôn nè. 2 mét 2 em ạ. 2 mét 2 à? Ngang 2 mét 2. Dạ, là nói chung là cái nhà với cái tấm nệm là cỡ, một cỡ luôn à. 5-6 mét à, 5-6 mét vuông à. Dạ. Là bố mẹ con và hai vợ chồng là ở đây. Hai vợ chồng rồi bốn đứa con là ngủ ở đây. Dạ. Dạ, mưa gió thì mình ngồi dậy, mình chờ dạ. hết mưa rồi mình ngủ tiếp. Chờ hết mưa dậy rồi hai vợ chồng thức tới có lúc phải mưa tới sáng thì hai vợ chồng đứng ngồi dậy. Rồi hai vợ chồng ngồi thì thức cho mấy con nó ngủ, Dạ. Dạ. Dạ thưa cả nhà mình thấy á, căn nhà của gia đình chị gái rất là thương luôn đó nha. Và cũng như mới nãy là Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình là ở phía dưới mặt biển là gia đình của chị đang ở, thì chắc chắn rằng là sẽ không có nước ngọt. Nhưng mà cho Ngọc thấy ở đây có một cái ống nhỏ nhỏ, nhưng mà cái đường nước ra lại là nước ngọt, cả nhà rất là hay. Và có hai cái thùng xốp ở đây gia đình của chị chứa nước nữa nè. Nước ngọt thiệt luôn ha anh ba. Dạ. Ở dưới biển sao lại có nước ngọt nhỉ? Nước này của bên khu du lịch họ bắt đầu kéo xuống á, mà kéo xuống để chuyển qua bên kia là thợ xài á. Cái này phải hỏi thăm chị rồi. Ở đây rất là nắng luôn cả nhà. Biển mà gió không có mà nắng khủng khiếp luôn. Gian bếp của gia đình chị làm đơn giản như thế này nè cả nhà. Cái mùi lớn chắc nó bay hết luôn á. Cái gió lớn một cái là nó hắt lên cái là đổ hết.
Chị ơi, hiện tại gia đình của mình là đang ở trên một cái bãi biển đó. Dạ. Dạ, thì ở đây là gần với biển rồi. Từ đây mình bước xuống khoảng tầm vài bước thôi là tới biển rồi đó. Dạ. Dạ. Em thấy ở đây mình có một cái đường ống nước ngọt á. Thì không biết là gia đình của mình lấy ở đâu vậy chị? Dạ, cái ống này mình lẫm ngoài biển. Dạ. Còn cái đường nước ngọt á chị? Cái đường nước ngọt thì cái ống người ta bể á. Thấy ống nước chảy nó bị bể á. Dạ. Xong rồi hai chồng em mới thấy cái ống ngoài biển. Và thấy cái ống này cũng bể nước luôn, không đi lên núi xa quá. Rồi tụi em mới thấy ống bể, rồi mới lấy ống nhét vô, thấy nước nó chảy sẵn á. Dạ. Rồi mới gắn ống vô xài cho đỡ đi lên núi. Cho nó tiện hơn. Dạ. Em biết là cái ống đó chứ không phải bể đâu chị à. Do người ta đục lỗ thoát khí để cho ống nước có đừng có bức bể. Làm chị thấy cái chỗ chảy ra chị ghim ống nước vô xài hả? Dạ. Em đâu biết đâu. Ống em nghĩ cái đường nước có to á là người ta làm một cái lỗ để thoát khí chứ không phải là nó nổ á chị. Dạ. Thì chị thấy nó xịt nước ra như vậy chị thấy phí quá đúng không? Dạ. Chị gắn cái đường nước vô để cho nó chảy qua bên cho chỗ mình cho sử dụng. Dễ sử dụng rồi khỏi mất công lên núi chứ mệt lên đây lên tuốt trên kia múc nước. Núi lên cũng lên cục đá cũng lớn. Xa lên, đúng không? Dạ. Lên núi xong rồi xuống núi nó cũng xa. Rồi tới giờ đó cũng hết giờ mấy đứa con nó đang đói nữa. Rồi nước đâu mình sử dụng thải sẵn thấy ấm hơn bể. Rồi mình gắn ống vô luôn, mình xài luôn. Như chị ở đây á, hằng ngày mình đi mua đồ ăn á, thì rất là xa. Dạ, 2 tuần đi mới đi 1 lần. Có tiền thì đi, không có tiền thì ăn cơm với mắm. Như tầm khoảng 2 tuần á, thì chị đi mua cái gì? Dạ, em mua rau. Rồi nếu mà có tiền thì mua ít cá về cho kho cho mấy đứa nhỏ ăn tuần 2 tuần luôn. Mình để đồ ăn lâu như vậy nó hư thì sao? Dạ, mình làm cho nó mặn mặn chút. Dạ. Dạ. Rồi mình có ham biết vậy thôi. Nếu mà đứa nhỏ ăn hết thì thôi, nếu mà còn thì đỡ mẹ ham qua ham lại. Dạ. Dạ. Chứ giờ ở xa quá đâu có tiền, cũng thứ nhất thì cũng là xa, không tiện đi chợ nữa. Rồi với lại thứ hai mà mình ở xa cũng không có tiền nữa. Đi biển thì có lúc không. Như vậy có lúc đi chợ thì người ta cho rau để dành ăn, cho mớ rau để dành ăn. Mấy bé nhỏ đâu có sữa rồi uống không chị? Dạ không, em cũng đâu có sữa, có bữa thì em uống nước, cho nó pha nước đường cho nó uống. Là bé nhỏ hả chị? Dạ. Bé nhỏ chị mới sanh này hả? Dạ, tại vì em cũng không có sữa. Không có sữa mẹ hả chị? Dạ. Dạ. Biết sao chị không có sữa mẹ không? Do mình làm lao động nhiều quá. Với lại ăn uống thiếu thốn chắc dinh dưỡng á. Không có chắc. Chị nó bú vậy chứ đâu có sữa đâu. Rồi bữa không có cháo, không có tiền mua cháo rồi em nấu cơm nhai cho nó ăn. Dạ. Sao lấy cái tả quạt vậy trời? Nóng. Nóng nóng đâu không chịu. Dạ. Nóng quá. Ở đây không có một miếng gió luôn á. Mà nắng nữa. Tại vì sắp mưa này. Ở dưới cái thung lũng mà, tại vì cái đường ở trên núi. Dạ, nhìn rồi. Xuống dưới biển lại. Dạ. Đó, mấy anh cũng chạy ra đường, mấy anh cũng thấy rồi đó. Dạ thưa cả nhà, hàng ngày thì Sơn Ngọc đều chở những cái phần quà của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm. Hôm nay Sơn Ngọc cũng có duyên khi biết hoàn cảnh của gia đình của chị gái. Sơn Ngọc cũng xin phép những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi phần quà này dành tặng cho gia đình của chị gái. Hiện tại thì anh ba đang vác đi vào nhà của chị. Ở đây đường cát biển lúng quá, cả nhà chạy xe vào không được không? Chạy xe cái bánh nó xoay vòng vòng mà cả nhà.
Chào chị. Nhà con phải nói thật là đông luôn, 4-5 bé luôn. Này anh ba lấy bánh cho mấy bé đi anh ba. Để tôi cho bánh ăn nè. Đây. Tôi cho ạ đây ạ. Thì con. Ăn đi, bánh ngon không? Hả? Bánh ngon không? Này, để cho con ăn à. Này, đưa cái này. Mấy bé quần áo, nón, dép đồ có nhiều không chị? Dạ. Cũng không có nhiều luôn hả? Dép không có dép luôn. Dạ, thấy thương ghê cả nhà. Có mấy bé dép cũng không có, quần áo thì cũng không có nhiều. Dạ thưa cả nhà, bây giờ là anh ba Sơn Ngọc ráp cho gia đình của chị gái một cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Tại vì Sơn Ngọc thấy nhà của chị không có sử dụng bóng đèn ở cả nhà. Sơn Ngọc nghĩ rằng tối là mấy đứa nhỏ không thấy đường để mà sinh hoạt. Chào cả nhà nha. Nãy giờ về dắt bà mệt anh ba. Đất cát lúng. Nếu như đất cát lúng có thể chạy xe cho được là mình cũng chạy xe được rồi cả nhà. Chạy vô ba té không? Mấy đứa nhỏ hiếu kỳ xem. Lúc trước giờ gia đình của mình có sử dụng bóng đèn không chị? Dạ có. Đèn đó mình sử dụng chị? Dạ, lúc em đèn người ta cho mà dạ. Bây giờ cũng hư rồi. Dạ. Dạ, giờ 2-3 ngày nay ngủ tối. Dạ. Đâu có đèn, không có đèn thằng cô nhỏ nó khóc. Với lại tối hôm qua nó mấy sốt. Bé sợ đúng không? Dạ. Vậy là hôm nó sốt nữa. Dạ. Cái này nó hành nó làm hai cái luôn nè. Ở đây có mũi không chị? Dạ có. Có mũi. Mình có mùng không chị? Dạ có. Dạ. Mùa người ta cũng cho. Dạ. Dạ. Nói tới chỗ nói giờ nói chung là ở đây toàn đồ người ta cho không à. Em không đâu có tiền đâu mua, toàn là người ta cho không. Dạ. Dạ chị ơi, thì cái đèn năng lượng mặt trời á là anh ba của em cũng đã ráp xong rồi á. Thì dạ. Đèn em nghĩ chắc rằng là chị cũng đã biết sử dụng rồi đúng không chị? Bây dạ. Giờ chị mở lên cho em xem thử đi. Wow, sáng rồi ha. Dạ. Dạ. Giờ mình tắt như thế nào? À, tại vì chị cũng đã có một người tặng cho chị một cái rồi và chị cũng đã biết cách sử dụng rồi cho nên là Sơn Ngọc cũng không có hướng dẫn cho chị nữa. Dạ. Dạ. Thì có gì mình đã có đèn rồi á, tối sinh hoạt nó dễ hơn ha. Dạ. Cái con em nó đỡ sáng. Rồi nó có thấy nó có sáng rồi nó có thấy đường nó ăn cơm. Dạ. Nó ăn tối với một hôm nữa. Dạ. Nó tối nó ăn tối rồi. Là em gửi cho chị những phần quà của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm ha. Dạ. Dạ. À, em gửi mình là một thùng mì tôm nha. Dạ em cảm ơn. Dạ. Và một chai nước mắm. Dạ. Và một chai xì dầu nước tương. Dạ. Và đây là một chai dầu chiên nha chị. Dạ em cảm ơn. Dạ. Và đây là bọc bột ngọt. Dạ. Dạ. Và đây là một bọc đường. Dạ. Dạ. Và đây là một bọc muối. Dạ. Dạ. Anh gửi cho mình thêm bọc muối nữa ha. Dạ, cảm ơn. Ở đây là 10kg gạo, anh ba để luôn anh ba, để cho gia đình chị luôn. Dạ, chị để đó đi chị. Đây, em gửi cho chị một thùng mì tôm nữa ha. Dạ.
Dạ. Dạ, tại vì em đi đường xá xa xôi á, cho nên là em bỏ trong cái bọc em đi cho dễ á chị. Dạ. Dạ. Em gửi cho mình thêm bọc đường nữa. Dạ. Dạ. Và một bọc bột ngọt nữa chị ạ. Dạ. Dạ. Và một bọc muối. Dạ. Và một bọc muối nữa ha. Dạ. Dạ. Và một chai xì dầu nước tương. Dạ. Và một chai nước mắm. Em gửi cho mình là những cái món đồ ăn nhu yếu phẩm cần thiết thôi. Dạ. Dạ. Và một chai dầu chiên. Dạ. Dạ. Và thêm 10 cái gạo nữa. Dạ. Dạ. Em gửi cho mình một cái cá khô nha chị. Dạ. Dạ. Đây, em gửi cho mình thêm một ký nữa. Dạ. Dạ. Và đây là một ký cá khô cơm. Dạ. Dạ. Và đây là lạp xưởng nha chị. Dạ. Dạ. Chị lạp xưởng á, biết ăn này không? Dạ, em ăn rồi, em mua ăn rồi nhưng mà không biết sử dụng như thế nào. Tức là cái này á chị luộc nha. Dạ. Dạ, luộc lên xong rồi mình chiên lại ăn nó ngon hơn. Dạ, em cảm ơn. À, chị tưởng là như xúc xích à? Dạ. Dạ. Tức là mình luộc hoặc luộc, là chiên hoặc dạ, là nướng. Dạ. Nha chị. Dạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn. Ăn rất là ngon. Phần quà một ký lạp xưởng này là của một người chị giấu tên. Dạ. Và một phần quà và một cái bóng đèn năng lượng mặt trời là của chị ATM. Dạ. Nha chị. Dạ. Dạ. Và một phần quà của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm. Dạ. Dạ. Chị thấy quà có nhiều không? Dạ có, em rất mừng và em cảm ơn. Dạ. Em chia sẻ đến với chị là những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi tặng cho chị những phần quà này nha. Dạ. Dạ. Dạ chị, những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi cho chị một số tiền với lại những phần quà nhé. Dạ. Dạ. Con Sơn Ngọc xin phép con nêu tên và con trích ra một số tiền. Dạ. Bà Đệ Nguyễn tặng 500.000, cô Thanh Nhàn và bà Nguyễn Thị Lệ và bà Như Thanh một ký cá khô, cô Trịnh Tú Mai tặng 500.000, cô Dầu ở Mỹ tặng 200.000, cô Kinh Đi ở nước ngoài tặng 200.000, cô Ẩn Danh ở Lâm Đồng tặng 200.000, cô ở Bình Dương tặng 200.000, cô Phượng ở Úc tặng 200.000, chú Khâm tặng một ký cá khô, chú Hưng Cao tặng 200.000, chú Khanh ở Trà Vinh tặng 300.000. Dạ, con Sơn Ngọc thưa với chú Khanh là số tiền gửi của chú đã hết rồi ạ. Dạ, anh giấu tên tặng 200.000, chị giấu tên tặng 300.000. Dạ, em xin phép thưa với chị giấu tên là số tiền gửi của chị đã hết rồi ạ. Dạ, chị ATM tặng cho chị một phần quà và một cái đèn năng lượng mặt trời. Ừ. Dạ, và em cũng xin phép thưa với chị ATM là cái phần quà quỹ của chị đã hết rồi ạ. Và em còn một cái bóng đèn năng lượng mặt trời của chị. Dạ, chị giấu tên tặng cho chị một ký lạp xưởng. Ừ. Dạ, tổng số tiền của những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi tặng cho chị là 3 triệu đồng. Ừ. Dạ, em mua một phần quà nhu yếu phẩm và cá khô á thì hết là 600.000 đồng. Yeah. Dạ. Em lấy 3 triệu em trừ đi 600.000 á thì yeah, còn lại là 2.400.000 đồng. Yeah. Nha chị. Yeah. Dạ. Thì bây giờ em gửi cho chị là số tiền 2.400.000 đồng ha. Yeah. Đây là 500 nha chị. Yeah. Dạ. Và đây là 500 là 1 triệu. Và đây là 2 tờ 500 là 2 triệu ha. Yeah. Và đây là 4 tờ 100 là 2.400.000 đồng. Yeah. Dạ. Thì cũng như là mới nãy em nghe chị nói là bé con nhỏ của chị á là yeah, hiện tại bé đang bị bệnh. Yeah. Bé đang mọc những cái cục mục ở ngoài sau lưng. Yeah. Thì Sơn Ngọc xin phép cả nhà mình á, là Sơn Ngọc không thể nào cho cả nhà mình xem những cái hình ảnh đó được, tại vì nó rất là phản cảm cả nhà, nó ảnh hưởng đến tới kênh của Sơn Ngọc á, ảnh hưởng đến video, cho nên là Sơn Ngọc xin phép là không có gửi đến cả nhà mình xem được á, cả nhà mình thông cảm cho Sơn Ngọc nhé. Thì bây giờ em gửi số tiền này á, có gì chị dẫn bé đến bệnh viện để mà thăm khám nha chị. Yeah. Dạ. Và mua đồ ăn lo cho gia đình. Yeah. Dạ. Chị rồi, có muốn gửi đôi lời nào đến với những bà cô chú anh chị nhà hảo dạ, tâm không? Em cảm ơn các anh chị. Giờ em cũng không biết nói gì hơn, để cho số tiền này em sẽ mai em sẽ đưa con em đi khám. Là đưa lên bệnh viện khám nha chị. Dạ. Chứ không mà không có được ra tiệm nhà thuốc tây mua thuốc nha. Dạ, giờ em có tiền rồi em sẽ đưa con em sáng mai đưa con em đi vô bệnh viện. Dạ. Và cũng như mới nãy chị nói là chị nợ người ta 600.000 á. Dạ, 600. Cái gì chị trả cho người ta luôn đi để người ta đòi.
600 ngàn từ từ trả, còn lấy số tiền á. Tức là chị đi bệnh viện trước. Dạ. Còn dư á thì mới trả cho người ta. Dạ. Trước tiên mình đi khám cho con đã, tại bé còn nhỏ đang bị nổi hai mục á, hành sốt lắm. Dạ. Chị đi khám cho bé trước, rồi có dư tiền ra thì mình trả cho người ta ha. Dạ. Dạ. À, em không dám hứa trước, nếu như có duyên và có thể em sẽ quay trở lại đây thêm một lần nữa để em hỗ trợ gia đình của mình nha. Dạ. Dạ. Em cũng mong là sẽ gặp lại hai anh. Dạ. Giờ em cũng không biết nói gì hơn và em cảm ơn các anh chị và cô chú đã giúp đỡ gia đình em. Giờ em cũng không biết nói gì hơn nữa. Dạ. Giờ em rất mừng và em đã giúp đỡ gia đình em khó khăn như vậy. Dạ. Giờ gia đình em cũng đỡ đói rồi. Dạ. Cũng một phần. Rồi em cảm ơn, giờ em biết nói gì hơn nữa. Đã giúp đỡ em đưa con đi khám. Thì em sẽ đưa con em vô bệnh viện. Dạ. Giờ em không biết nói gì hơn nữa. Dạ. Em cũng mong rằng là chị chăm sóc mấy đứa trẻ thật là tốt nha. Và gia đình của mình luôn giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Em cũng chúc anh chị và các cô chú có sức khỏe. Dạ. Em không biết nói gì hơn. Dạ, con xin Ngọc xin phép thay lời của chị một lần nữa. Con cảm ơn những ông bà, cô, chú, anh chị, nhà hảo tâm rất là nhiều. Và cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu là xem video của Sơn Ngọc nhé. Sơn Ngọc xin phép khép lại video tại đây. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Cả nhà mình ơi, có yêu mến Sơn Ngọc, cả nhà mình like video, đăng ký kênh, chia sẻ video. Một phần là ủng hộ Sơn Ngọc và một phần là ủng hộ những ông bà, cô, chú, anh chị ở trên khu vực đường núi. Dạ, Sơn Ngọc hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo ạ. Bye bye.